Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Lại Đăng. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ba con chó săn. Đầu tiên xin giới thiệu với quý vị và các bạn một con chó cái. Đây là con chó cái nhưng mà đầu thủ và mồm thì to như chó đực nhé. Con này chó hiện tại gần 2 tuổi, đã đẻ 2 lứa rồi. Và con này thì ra con nó rất là đẹp, vì được cái đầu thủ nó to, tai nó dày, ngực nó nở và chân nó cũng không hiền đề. Con này thì thần kinh tốt. Tôi vừa mới lấy về tối hôm qua và đến sáng ngày hôm nay thì quay video cho anh em xem luôn. Con này lưỡi đốm nhiều, mũi nhìn nó cũng khá. Con này thì chặng nó cũng không to và không nhỏ, vừa thôi. Con này khoảng 13 cân. Đấy. Con này thì tôi chỉ chê nó mỗi một cái là đuôi nó không được đẹp lắm thôi. Đuôi không phải đuôi thẳng, nhưng mà đuôi nó vẫn khóa trái nhé các bạn nhé. Đây. Con này có mắt rất là nhanh nhẹn. Khả năng đi săn của con này thì nó săn đa năng các loại thú nhỏ. Chồn đen, bạc má, cầy mèo, chuột, sóc là nó săn được hết. Con này khi đi săn thì nó cũng thuộc dạng sủa nhiều. Con chó này hiện tại cũng đang vừa cân, không gầy và không béo nhé. Dòng chó này nó nhìn thế thôi nhưng mà nó rất là lì. Ở đây thì không có lợn rừng, nhưng mà các loại lợn sổng đi săn thì con này cũng chơi hết. Con này nó rất là hăng chó và rất là cũng khá là lì chó đấy. Thần kinh nó tốt mà. Thế là có thể vào đàn nào cũng được, chơi hàng gì cũng được. Nó cũng không phải hàng tốc độ cao và cũng không phải là hàng chậm. Con chó này thì họ đã gửi, trước khi mua con chó này thì họ cũng đã gửi cho tôi mấy video và tôi cũng đã xem đi xem lại các video họ đã gửi cho. Vì thế mà tôi quyết định là mua con chó này. Anh em nào kết con chó này thì alo lại cho tôi nhé. Còn đây nhà mình cũng nuôi gà vịt có đây, không cắn gà không cắn vịt gì hết, thoải mái. Con này đầu rất là đẹp, rất là bướng. Ăn uống thì rất là khỏe. Về nhà mình có mấy con chó nhưng mà nó cũng không sợ con nào đâu. Con này mà được cái đuôi thẳng nữa thì được nhiều điểm lắm. Và sau đây thì tôi sẽ đi xem hai con chó nữa. Anh em kết con nào thì alo lại nhé. Còn con chó này nó đang ở nhà tôi đây rồi. Sau đây mời mọi người theo dõi tiếp video. Anh em nhá, đi tiếp tục đi xem một con chó. Đây miền Bắc chúng tôi gọi là chó khoang. Con này hiện trạng hiện tại khoảng 14 cân đấy, nhưng mà vẫn hơi thiếu thịt một chút. Chó này theo như chú em chủ nhà nói là báo là 13 tháng. Chân không huyền đề. Chó này đầu thủ đẹp, mũi đẹp, đuôi thẳng nhá. Tên là gì nhỉ? Gọi Khoang bình thường. Khoang, Khoang. Hiện tại con này ở đây mới chỉ săn thú nhỏ thôi. Chó chịu khó đúng không? Này thì cực chịu khó. Chịu khó này, sủa to. Chân móng đẹp. Cái dòng chó khoang này thì ít con đốm lưỡi. Điện thoại mày cầm đấy à Tiến? Điện thoại em đây. À thế ông kia ông lại cầm điện thoại, đang vào rút điện thoại ông ở đây. Con này thì sục thì cắn là cắn ngay đúng không? Thú to chưa được săn. Đập hơi đuổi đến đích ra vào đến lỗ luôn ấy. Hàng lỗ thì con này tốt đúng không? Hàng lỗ tốt. Đấy, đực bi cà đầy đủ nhá. Chó này thuần. Chó này về chắc chỉ hôm trước hôm sau đi săn được luôn nhỉ? Này vành đít cực rộng luôn.
Chó này nhìn thần kinh tốt đấy anh em ạ. Xích suốt ngày gốc này mỗi cái dây không phá. Ờ, đây, xích bằng cái dây chạc thôi. Không phải là dây xích sắt gì cả. Không giật không phá gì hết. Cái hàng mèo nhà con này chơi không? Nhà em nuôi em chả cho đuổi bao giờ. Ừ. Con này chơi từ chuột ra chơi hết đúng không? Chuột, sóc, cầy gáo chơi. Rắn con này sao không? Rắn con này cũng gặp cũng sủa cũng đuổi nhưng mà nó kém. Ừ. Không tính với hàng rắn được con này. Tính với hàng rắn. Con này cái mồm cái mặt này được ấy. Chiều hôm qua cũng đi đuổi cầy mèo, đêm kia đi 1 giờ đêm về. Ừ. Cho đi suốt đi, tận à. Đi là nó dẫn đàn này. Ừ. Anh em nào thích lấy con này thì alo cho tôi nhé. Gửi video đi săn cho anh em xem. Trước khi đến đây là chú em đã gửi video cho tôi rồi. Hôm qua mình muốn đến thực tế để xem con chó như thế nào. Nhưng mà đến xem con này thấy là cũng khá là ổn định ấy, thân. Đuôi nó thằng cu của em, cắt mẹ với cái tí lông nhìn nó buồn cười. Ừ. Đó, để ý. Con này anh em ghép vào đàn chơi lợn hoãng chắc được đấy. Thì con này thần kinh nó tốt, nhìn nó cũng lì. Đi ra ngoài gặp chó khác là không sợ đâu đúng không? Không sợ mà cũng không nhiễu. Ừ. Con này không sợ mà nó cũng không kiểu hầm hè đâu. Đi vào đàn không hay quấy rối. Đi làm việc là làm việc thôi. Nhưng mà con nào chơi nó là nó chơi ngay, nó không kinh hả? Con này nó nói mà, nhìn nó thần kinh nó tốt. Gặp con khác mà chơi nó là nó vả lại ngay. Ừ. Ông kia nó vả con quang già của em, nhéo mẹ. Đấy, vác gậy ra vụt nhau. Chó già mà to mà chơi nó là nó chơi lại chứ nó không để yên đâu phải không? Không nghe đâu. Ví dụ, bây giờ thả lên nhà đi qua gầm ghè nhau nhưng nó không làm gì là con kia xích mà con này đi qua là... Ừ. Con kia gầm ghè nhưng nó không thèm làm gì. À, nó thấy được nhiều con này, con khác gầm ghè là chơi ngay đấy. Con này nó không nhiễu sự, đi với bất cứ con chó đực nào cũng được. Ừ. Sợ bọn kia cắn nó để nó cắn lại nhiễu xôi chứ còn bình thường nó không phải chó nhiễu. Ừ. Rất là ngoan. Tầm 13 tháng thì cũng bắt đầu đào tạo lên hơi hám một chút rồi. Chỗ nào anh em có nhiều thú cho vào đi một thời gian là con này càng săn càng lên nhé. Khoan, đây. Được. Con này được cái mũi cũng khá đấy. Con này. Nhưng con này ném sục vào đâu lại nó vào ngay phải không? Vào đấy đây, vừa thử đây. Ừ. Nó tự tìm hơi, kể cả đi đêm hay đi ngày nó tự tìm. Ừ. Nó làm. Thế đào bới hang mà sủa mầm ấy. Móng cụt ấy. Ừ. Tự làm hết. Con này chân móng đẹp, lông cũng khô đấy. Lông khô, lông to mà. Ừ. Nói chung là nước nôi các kiểu là mẹ bùm bũm tắm hết. Ừ. Cho xem quả mũi. Mũi cũng được. Trợn mắt à, cứ bỏ từ từ cả. Con này vành mũi rộng. Đuôi đẹp đấy, con chó này cũng vừa cân. Con này lên 1 cân nữa thì được. Không cần phải béo quá. Chiều này em đi đuổi nhiều, đêm kia đi 2 giờ về. Ừ. Đấy. Giá cũng bình dân thôi anh em nhé. Con này giá vừa phải, không cao mà không thấp. Bán giá tiền đi đúng với khả năng của chó. Anh em nào thích thì alo lại nhé. Để vào việc luôn. Tiếp tục giới thiệu anh em một con chó cái trắng nữa. Con này là cái trắng. Mũi hồng, mũi nâu. Con này thì mình không hợp màu nên mình không bắt nha. Nhưng mà cứ quay lên này. Anh em nào thích thì mình gửi thẳng số của chủ chó cho anh em tự làm việc. Mũi rộng, cánh mũi rộng. Còn con này thì hàng săn gì chú? Này nó săn đa năng rồi. Ừ. Hàng thú nhỏ đúng không? Hàng thú nhỏ. Chuột, sóc, cầy cáo, tất cả các loại. Này đuổi tiếng to, tiếng dày lắm. À. Con này đi hơi thấp hay cao? Này đi hơi thấp tịt luôn. Ừ. Con này trắng thì nó cũng không phải là trắng hẳn đâu, mà con này chính ra là trắng như vàng kim. Trắng, con này là vàng kim. Như con chó cái vàng kim của mình ấy. Mà con này thì có cái đuôi thì đúng thật là đuôi xoắn ba khoang này này. Đuôi xoắn thẳng sống lưng này, hàng này hiếm lắm đấy. Này nhanh lắm. Cái đuôi này thì rất là ít có con có đấy. Một năm mình đi mua chó cũng chỉ gặp được vài con như thế này thôi. Và bây giờ cái giống chó đuôi xoắn thẳng sống lưng này thì cũng không nhiều lắm đâu. Anh em xem thì biết mà.
Con này thì nhanh nhỉ. Yeah. Tên nó là gì ta? Em cứ gọi Bạch bình thường, nhà hai con, ba con này đi hơi thấp à? Đi hơi thấp mà vít nhanh lắm. Ừ. Nhanh. Con này vẫn đang thiếu thịt. Va hơi mà khi xác định được hướng đi là mẹ mới cắm một phát là phi đi. Ừ. Đi hơi thấp mà đi hơi nhanh. Con này thì vẫn thiếu thịt nha anh em nhá. Con này phải lên khoảng 2 cân thịt nữa thì con chó nó mới đủ lực được. Nhà chú ấy là nuôi là hơi kém đấy. Nhà nhiều. Lông khô sắc rồi đi. Con này khoảng độ hơn tuổi thôi nhỉ. Yeah. Chó nào cũng thiếu thịt. Con này nết ăn khỏe không? Này ăn thì kinh khủng. Không có cho ăn, nhà em nó nhiều chó con cháu kiếp. Ừ. Chó thì thuần, xích thoải mái. Xích thoải mái mà về đi rừng được luôn, loại này nó cứ quẫy đuôi bế là đi luôn. Ừ. Biết ngồi xe không? Này không. Con này đi mày... nhiều đi đêm không. Ừ. Toàn đi theo. Con này sủa hơi nóng hay sủa hơi nguội? Chung là cứ gặp hơi thấy nó đánh hơi vít là đi. Ừ. Chưa thấy nhặt, chưa thấy vào hàng nhặt hơi nóng cày cáo được. Ừ. Chung là tầm 30 phút thì nó tìm phát thẳng tưng. Ừ. Cho đứng dậy đi lại tí cho anh em xem. Luôn cho nó đi vệ sinh. Ừ. Bỏ xích. Chó này thì hai con chó thần kinh tốt. Vào đàn nào cũng được. Chó thì cũng không phải đẹp lắm nhưng mà được cái chịu khó đi. Đấy chịu khó. Ừ. Thôi để cho nó đi vào rừng. Thôi xin chào anh em nhá. Anh em nào kết con đực hoặc con cái, hai con khoang hoặc con vàng kim này thì cứ alo lại nhá.